Ở vùng miền núi tỉnh Quảng Trị lại vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cho rằng có khả năng nhiều người bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất này. Trước khi chính thức thông báo lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn hy sinh ở khu vực thủy điện Rào Trăng Ba, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thông tin, trận lở núi ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị vùi lấp hàng chục cán bộ chiến sĩ đang đóng quân tại đây. Thông tin ban đầu cho biết có hơn 20 cán bộ chiến sĩ ở trong một ngôi nhà nghi bị vùi lấp. Những người này thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, đóng trên địa bàn xã Hướng Phùng. Vụ sạt lở được cho là xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 18 tháng 10. Trước tình hình đó, lúc gần 3 giờ sáng nay 18 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành để bàn phương án triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp đối với các vùng bị ngập lụt và sạt lở đất. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chỉ đạo thành lập ngay sở chỉ huy tiền phương tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng trực tiếp chỉ huy, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp, ứng cứu. Thưa quý vị, sự hy sinh của 13 liệt sĩ ở trạm bảo vệ rừng 67 khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng Ba là một mất mát lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước. Lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ sĩ quan, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba đang diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, thành phố Huế. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu lễ viếng. Lễ viếng diễn ra từ lúc 7 giờ đến 11 giờ ngày 18 tháng 10, lễ truy điệu từ 11 giờ đến 12 giờ. Ngày 17 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu. Truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 11 đồng chí vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại thủy điện Rào Trăng Ba. Tối 16 tháng 10, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng huân chương dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Bình và ông Phạm Văn Hướng, hai cán bộ thiệt mạng trong vụ sạt lở ở trạm 67. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến chiều ngày 17 tháng 10, mưa lớn đã khiến hơn 11 ngôi nhà bị ngập. Trong đó, huyện Lệ Thủy có khoảng 7.600 ngôi nhà, huyện Quảng Ninh hơn 2.000 ngôi nhà, huyện Minh Hóa ngập 457 ngôi nhà, thị xã Ba Đồn ngập 817 ngôi nhà, thành phố Đồng Hới khoảng 100 ngôi nhà. Mưa to cũng khiến cho hàng chục thôn bản tại các địa phương bị ngập, chia cắt cục bộ, đặc biệt có khoảng 50 thôn bản ở khu vực các xã biên giới bị chia cắt. Các tuyến đê, kè, kênh mương, nhiều tuyến điểm đường giao thông trọng điểm như quốc lộ 9B, 9C, 9E, 559B, 562, 564, 564B bị ngập lụt, sạt lở, sụt lún rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến giao thông qua lại. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương sơ tán khoảng 130 hộ dân tại các xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Thạch Hóa và Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa và xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch đến nơi an toàn. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo cuối ngày 17 tháng 10. Theo đó, ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% số phiếu. Ông Nguyễn Văn Nên 63 tuổi, quê ở Tây Ninh. Trước khi được bầu vào chức vụ mới, hôm 11 tháng 10 năm 2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông cũng được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sáng nay 18 tháng 10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra mắt đại hội. Đồng thời, Ban Chấp hành khóa mới cũng sẽ báo cáo với đại hội danh sách bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. 9 tháng năm nay, tổng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu đạt 3,54 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thủy sản, gạo, giày dép và sản phẩm nhựa là những ngành tăng trưởng mạnh nhất nhờ hưởng lợi từ hiệp định EVFTA. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp đã chủ động đáp ứng những quy tắc về xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu sang EU để hưởng lợi về thuế quan từ hiệp định này. Chỉ sau hơn 2 tháng có hiệu lực,
Việt Nam đã cấp gần 24.000 bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đi 27 nước châu Âu và nước Anh. Ngoài ra, thì các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi EU còn tự thực hiện chứng nhận xuất xứ cho trên 660 lô hàng với trị giá khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Chuyển sang các tin tức quốc tế, mưa lũ liên tục trong những ngày qua tại Campuchia đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, gây ảnh hưởng tới hơn 245.000 người, khiến 24 người chết, trong đó có 8 trẻ em. Đối với nhiều khu vực hứng chịu, đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vài thập kỷ qua. Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia, tính đến ngày 17 tháng 10, nước lũ đã gây ảnh hưởng tới hơn 61.357 hộ gia đình, trong đó có hơn 26.600 người phải sơ tán đến nơi an toàn. Ước tính nước lũ đã nhấn chìm 59.268 ngôi nhà, 459 trường học, 169.081 hecta lúa và 73.291 hecta hoa màu và khoảng 2.000 km đường xá, cùng với nhiều cầu và hệ thống kênh mương bị hư hại nặng. Chính phủ Campuchia hiện đang nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra nhằm kịp thời cứu trợ cho người dân vùng lũ. Ngoại trưởng Mỹ bà Sophie Wilmes thông báo bà đã xét nghiệm COVID-19 và có kết quả là dương tính. Trước đó một ngày, bà Sophie Wilmes đã tự cách ly sau khi thấy có các triệu chứng của COVID-19. Hiện tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ đang cao thứ hai châu Âu, sau Séc. Cũng trong ngày 17 tháng 10, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cũng đã thông báo mắc COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao Áo, thì rất có thể Ngoại trưởng nước này đã bị nhiễm COVID-19 sau khi tham dự một cuộc họp cấp Ngoại trưởng của Liên minh châu Âu-EU hôm 12 tháng 10 vừa qua. Hiện các quan chức chính phủ Áo đã tiếp xúc với Ngoại trưởng gần đây cũng đã phải tiến hành xét nghiệm COVID-19. Tính đến hiện tại, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trên toàn Nhật Bản là 400 người, nâng tổng số người nhiễm cho đến nay là 93.278 người. Tổng số người tử vong là 1.680 người. Riêng Tokyo ghi nhận 235 ca mắc mới trong độ tuổi từ 10 đến 90 tuổi. Trong đó, số người trẻ độ tuổi từ 20 đến 30 vẫn chiếm nhiều nhất, hơn một nửa. Số người có tình trạng nặng giảm xuống so với mấy ngày trước. Như vậy, số ca nhiễm mới trong tuần này vẫn duy trì liên tục ở mức trên dưới 200 người trong một ngày. Hiện tại, các địa phương vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các chuyên gia cho rằng, mùa đông sắp tới, khả năng lây nhiễm vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Iran hôm nay đã kéo dài lệnh phong tỏa tại thủ đô Tehran sang tuần thứ 3 liên tiếp, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với hơn 4.000 ca mắc mới và 253 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này vượt mốc 30.000 người. Lệnh phong tỏa Tehran bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 vừa qua và sẽ được kéo dài ít nhất đến ngày 23 tháng 10 tới. Theo lệnh phong tỏa, các trường học, nhà thờ Hồi giáo, nhà hàng, các điểm có thể tập trung đông người đều bị đóng cửa. Hiện Iran đang trải qua đợt bùng phát dịch bệnh thứ ba, đồng thời thừa nhận cuộc chiến chống COVID-19 đang bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo các nhà du hành vũ trụ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS đã khắc phục thành công sự cố của một hệ thống cung cấp khí oxy. Theo thông báo, với sự hướng dẫn của nhóm chuyên gia điều khiển ISS, các nhà du hành vũ trụ trên trạm đã khắc phục thành công sự cố và đưa hệ thống cung cấp khí oxy mang tên Electron VM của Nga trên ISS trở lại hoạt động bình thường. Hệ thống này có khả năng cung cấp tối đa là 320 lít khí oxy trong một giờ bằng phương pháp điện phân nước. Trước đó, Roscosmos thông báo hệ thống cung cấp oxy trên module Vesta, nơi làm việc chính của các phi hành gia vào tối ngày 14 tháng 10, đã bị gặp trục trặc. Song hệ thống cung cấp oxy thứ hai thì vẫn hoạt động bình thường, do đó các phi hành gia và ISS không bị ảnh hưởng. Sự cố xảy ra sau khi 3 phi hành gia mới, gồm 2 người Nga và 1 người Mỹ, tới ISS trong ngày 15 tháng 10, đưa tổng số nhà du hành hiện nay trên trạm lên 6 người. Hồi tháng 8 vừa qua, các nhà du hành đã phát hiện hiện tượng rò không khí trên trạm. Vào thời điểm đó, thì Roscosmos khẳng định vụ rò rỉ này không nghiêm trọng và không gây nguy hiểm.